Quý vị thân mến, năm 1972, nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống và sức ép đè nặng lên đương kim tổng thống Richard Nixon. Do đó, khi vận động tranh cử, Nixon đã phải chuyển từ chiến lược can dự trực tiếp sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, từng bước rút dần quân Mỹ ra khỏi Việt Nam trong danh dự, đồng thời hỗ trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn đủ sức chống lại quân giải phóng. Tuy nhiên, những kế hoạch đó dần sụp đổ, chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã thất bại và phải tuyên bố kết thúc. 10 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cựu Tổng thống Richard Nixon đã viết cuốn hồi ký No More Việt Nam, không có thêm Việt Nam và có những lời nhận xét hết sức bất ngờ và gay gắt về cuộc chiến với Việt Nam. Cụ thể những lời nhận xét đó là gì? Thất bại ở Việt Nam có đủ sức khiến vị Tổng thống này phải cúi đầu? Tất cả sẽ được Đại Việt Sử Ký tiết lộ trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi! Mười năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cựu Tổng thống Richard Nixon đã viết cuốn hồi ký No More Việt Nam, không có thêm Việt Nam. Ông đã thừa nhận những sai lầm và thất bại trong cuộc chiến. Theo Diplomat hôm nay, người dân Việt Nam kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh. Từ ý nghĩa và quan điểm lịch sử, cuốn sách của Nixon đem lại một cái nhìn giá trị khác. Đây là một trong những cuốn sách mà cựu Tổng thống Mỹ viết về các vấn đề quốc tế sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Hầu hết sách của ông được công bố gần thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm tạo ra những tác động về chính trị. Tuy nhiên, No More Việt Nam được công bố vào năm 1985. Thời điểm này không đem lại bất kỳ tác động về chính trị trong nước, nhưng sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 10 năm kết thúc chiến tranh là cơ hội tốt để ông giải bày những chỉ trích về cuộc chiến kéo dài 6 đời Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống mở đầu cuốn hồi ký bằng cách liệt kê 21 báo cáo sai sự thật về chiến tranh. Sau đó, Nixon đã lý giải tại sao và làm thế nào Mỹ bước vào cuộc chiến. Cách Mỹ đạt được chiến thắng trong quân sự, sau đó sa lầy, hậu quả của sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam và những bài học đích thực trong chiến tranh. Theo Nixon, sự thất bại của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện địa chính trị ở Đông Nam Á. Sự kết thúc quyền bá chủ của Nhật tạo cơ hội cho thực dân Pháp trở lại Đông Dương, dẫn đến cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm kết thúc bằng thất bại của Pháp. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Việt Minh thương vong nhiều hơn so với Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng chiến dịch đã đánh bại ý chí của Paris. Chiến tranh đã thất bại ngay ở nước Pháp hơn là trên chiến trường Việt Nam, Nixon viết trong hồi ký. Cuốn hồi ký có một chi tiết khá thú vị. Ở thời điểm đó, Nixon đã khuyên Tổng thống Eisenhower hỗ trợ Pháp chống Việt Minh. Lựa chọn của chúng ta là giúp người Pháp ngay bây giờ hoặc phải tiếp quản gánh nặng mà họ để lại. Nixon đoán trước, thời điểm Pháp thất bại tại Việt Nam, chính quyền Truman và các đời Tổng thống Mỹ tiếp theo đều tin rằng chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ Việt Nam sẽ mở rộng sang Lào, Campuchia, Thái Lan và toàn Đông Nam Á. Đó là một thuyết domino được đề cập trong bản ghi nhớ của Hội đồng An ninh Quốc gia năm 1952. Nixon khi đó là Phó Tổng thống Mỹ, đã chấp nhận giả thuyết và tìm cách củng cố lực lượng chính trị chống đối ở miền Nam Việt Nam. Trong cuốn hồi ký, Tổng thống đời thứ 37 của Mỹ đã thừa nhận thuyết domino là một sai lầm nghiêm trọng. Nó đẩy Mỹ vào những cuộc chinh phạt vô ích trong thế kỷ 20. Nixon nhấn mạnh sai lầm của Mỹ khi thất bại trong việc ngăn chặn đối phương sử dụng lãnh thổ Lào và Campuchia để tiến hành chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Trước đó, Tổng thống Eisenhower từng cảnh báo chính quyền Kennedy, Lào mới chính là chìa khóa trong quân bài domino ở Đông Nam Á. Nixon tin rằng sai lầm lớn nhất của Mỹ là mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam. Trong khi đó, họ cũng thất bại trong việc kiểm soát tình hình miền Nam. Điều đó kéo theo hàng loạt thất bại trong các quyết định chiến lược. Khi trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 1969, Nixon theo đuổi chính sách rút lui trong danh dự như một cứu cánh cho siêu cường số một thế giới. Ông cho rằng Hiệp định Paris năm 1973 là một thắng lợi trong danh dự của nước Mỹ. Nhưng hậu quả trực tiếp từ thất bại ở Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh và thảm kịch đó đã đi cùng với những cuộc viễn chinh trong thế kỷ 20. Thất bại ở Việt Nam đã làm hoen ố lý tưởng của chúng ta, làm suy yếu tinh thần và ý chí, cựu Tổng thống đã viết. Đối với Nixon, cụm từ No More Việt Nam có nghĩa là người Mỹ không nên tiếp tục phạm sai lầm, thực hiện chiến tranh ở những nơi xa xôi. Sức mạnh quân sự của Mỹ nên được sử dụng một cách khôn ngoan và có hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
Đến năm 2008, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ cũng đã công bố gần 200 giờ ghi âm của Nhà Trắng và 90.000 trang tài liệu cho thấy chính quyền Nixon đã bị đặt trong tình thế rất khó khăn khi vấp phải sự phản đối của công chúng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Một quyển sổ ghi nhớ mới được giải mật của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Nixon cho thấy chính phủ đã thảo luận về sự phản đối của công chúng như thế nào đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Bản tài liệu dài 7 trang cảnh báo Tổng thống Mỹ Nixon về đề xuất của Bộ Tổng tham mưu tiến hành một chiến dịch không kích và chiến dịch hải quân ồ ạt nhằm vào miền Bắc Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng khi đó Melvin Lath cho biết một kế hoạch như vậy sẽ khiến Mỹ tốn kém thêm và gặp rủi ro mà không mang lại lợi ích quân sự cũng như chính trị rõ ràng nào. Với các cuộc đàm phán hòa bình dường như bị ngừng trệ ở Paris, với mức độ hoạt động ở chiến trường giảm ở miền Nam Việt Nam, nhưng với mức phản đối dường như ngày càng tăng ở Mỹ, chúng ta nên xem xét lại toàn bộ tình hình để quyết định hành động đúng đắn nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó viết cho Tổng thống Nixon vào ngày 8 tháng 10 năm 1969. Tất cả những cân nhắc trên tạo ra nghi ngờ về tính hiệu quả cũng như hợp lệ của đề xuất của Bộ Tham mưu ở lầu Năm Góc, tài liệu, kết luận. Vào thời điểm đó, chính quyền Nixon đang bí mật tiến hành một cuộc ném bom quy mô xuống Campuchia nhằm phá hủy nơi ẩn náu của binh sĩ ở bên kia chiến tuyến. Nhìn nhận về toàn cuộc chiến, chúng ta phải hành động để vẫn duy trì được sự ủng hộ của người dân Mỹ, Las Viet. Đề xuất về chiến dịch ném bom của Bộ Tổng tham mưu có mục đích đưa miền Bắc Việt Nam trở lại bàn đàm phán. Các cuốn băng ghi âm nói chuyện của Nixon tại Nhà Trắng được thực hiện từ tháng 11 năm 1972 tới tháng 1 năm 1973 và cuộc tái ứng cử của ông này vào mùa thu đó. Ngoài ra, các cuốn băng còn chứa đựng thông tin về các bước ném bom cũng như thực hiện hòa hoãn với miền Bắc Việt Nam của chính phủ Nixon. Tài liệu mới giải mật cũng bao gồm cả những giấy tờ của luật sư của cựu Tổng thống Nixon liên quan đến vụ bê bối Watergate, nghe trộm đối thủ Đảng Dân Chủ trong chiến dịch vận động tranh cử năm 1972. Vụ việc đã khiến ông Nixon phải từ chức vào tháng 8 năm 1974. Đây là lần giải mật thứ 12 các cuốn băng ghi âm tại Nhà Trắng của Nixon kể từ năm 1980. Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, cho đến nay, hơn 2.200 giờ ghi âm tại Nhà Trắng dưới thời Nixon đã được tiết lộ. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã phối hợp cùng với Thư viện Tổng thống Nixon ở Yorba Linda, California, tiết lộ những tài liệu mới vào ngày hôm qua. Tất cả những bản ghi âm mới được tiết lộ sẽ được đưa lên mạng. Thưa quý vị, có thể thấy cuộc chiến tranh tại Việt Nam là cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây ra mất mát, đau thương cho cả hai đất nước. Và cũng ít ai biết rằng, 8 ngày trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã gửi một lá thư tới Tổng thống Richard Nixon yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Đây là một tài liệu gây xúc động mạnh, không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn là nhân dân toàn thế giới. Trong những ngày kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2019, ngay tại không gian mà Bác Hồ từng sống những năm tháng cuối đời, khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch đã diễn ra khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Trong đó, nổi bật hơn cả là lá thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư trả lời Tổng thống Richard Nixon ngày 25 tháng 8 năm 1969 về việc Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam là một tư liệu gây xúc động mạnh cho người xem. Trong số hơn 100 tư liệu quý của Việt Nam và Mỹ, Nga, Pháp, chỉ 8 ngày trước khi mất, Bác đã viết một bức thư với lời lẽ đanh thép thể hiện rõ ý chí giành độc lập đến cùng của nhân dân Việt Nam trước Hoa Kỳ. Năm đó, khi Hoa Kỳ ngày càng xa lầy và chịu tổn thất nặng nề cũng như sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và cả trong chính nước Mỹ, Tổng thống Richard Nixon đã phải gửi thư tới Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 7 năm 1969, thể hiện mong muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và hơn một tháng sau, tuy sức khỏe suy yếu nhiều, Bác vẫn dành tới những hơi thở cuối cùng cho dân cho nước, cho nền độc lập của dân tộc khi gửi lá thư phúc đáp tới Tổng thống Hoa Kỳ. Trong bức thư có đoạn: Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất ưu chuộng hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, công sở hy sinh gian khổ để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Trong thư, Ngài bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hòa bình công bằng. Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài.
Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam, phù hợp với quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam, với lợi ích của nước Mỹ và nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới. Đó là con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự. Lần đầu tiên được nhìn thấy bức thư ấy những ngày đặc biệt này, ngay tại nơi Bác sống những năm tháng cuối đời, bất cứ ai cũng phải xúc động trước tấm lòng với dân, với nước của người. Trong số những tư liệu, hình ảnh mà Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp cho triển lãm lần này, người xem còn được thấy rất nhiều những lá thư quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho các Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kể từ năm 1946 cho tới khi Bác qua đời vào năm 1969. Có thể kể tới những tài liệu vô cùng quý giá mà bấy lâu các cơ quan lưu trữ ở Việt Nam tìm kiếm sưu tầm nhưng chưa có được, như thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 22 tháng 10 năm 1945 về việc nền độc lập của Việt Nam cần sự công nhận của Liên Hợp Quốc. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman vào ngày 18 tháng 1 năm 1946 về việc đề nghị Mỹ cùng Liên Hợp Quốc can thiệp và có giải pháp trước cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman ngày 28 tháng 2 năm 1946 đề nghị giúp đỡ bảo vệ nền độc lập của Việt Nam trước sự xâm lược của người Pháp. Triển lãm cũng đem đến những tài liệu quý giá do phía cơ quan lưu trữ của Liên bang Nga cung cấp. Đó là những tư liệu, hình ảnh liên quan đến quãng thời gian Bác sống và hoạt động tại Liên Xô mà lịch sử đã ghi lại, nhưng chúng ta lại không có những bằng chứng cụ thể. Tại triển lãm, cũng trưng bày những lá thư của Nguyễn Ái Quốc gửi từ Hồng Kông về Moscow thuộc Ban Pháp thuộc Quốc tế Cộng sản ngày 27 tháng 2 năm 1930 báo cáo về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương thống nhất từ các nhóm khác nhau có khuynh hướng cộng sản. Vậy là đã 45 năm trôi qua, với thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến công oanh liệt đó đã đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, trang sử vàng chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện chính trị, quân sự mang tầm vóc thời đại. Chiến thắng này không chỉ được nhân dân Việt Nam mà còn khiến nhân dân và lãnh đạo Mỹ phải cúi đầu thừa nhận thất bại của mình. Quý vị nghĩ sao về những lời nhận xét của Tổng thống Nixon về cuộc chiến với Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới video này của Đại Việt Sử Ký. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.